những điều kỳ lạ và thú vị khiến du khách kinh ngạc về châu phi. Châu phi có những quốc gia kỳ lạ và tuyệt vời nhất, mang đến cho bạn những trải nghiệm du lịch chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh. Ngâm mình trong hồ bơi Travol, Tháp Victoria. Được bơi trong hồ Travol nằm tại thác nước lớn nhất thế giới là trải nghiệm tuyệt vời dành cho những người thích cảm giác mạnh. Hồ bơi tự nhiên được hình thành bởi một bờ đá nhô ra, có vẻ khá nguy hiểm nhưng mang lại sự phấn khích vô cùng. Đi bộ với người sang ở sa mạc Kalahari. Người sang chiếm sa mạc Kalahari từ rất lâu và vẫn sống kiểu du mục. săn bắn hái lượm, không chịu ảnh hưởng của nền văn minh phương Tây. Đi bộ cùng với họ sẽ khiến bạn có cảm giác tai và mắt mình trở nên tinh tường hơn. Từ việc phát hiện ra chim và dấu vết động vật đến việc biết đặt bẫy và săn tìm thức ăn. Kiến thức về tự nhiên của bạn cũng sẽ rộng hơn. Chèo thuyền trên sông Zambezi, Zambia cho dù dành tới 4 ngày cho chuyến đi này, bạn vẫn sẽ cảm thấy chưa đủ bởi sự thú vị, hấp dẫn của nó. Vào ban ngày, du khách sẽ trải nghiệm những thác hình tuyệt vời nhất mà dòng sông mang lại. Còn buổi tối du khách sẽ được thư giãn bên đống lửa trại và ngắm sao. Bơi cùng cá mập voi ở Mozambique. Tofu ở Mozambique là một trong những địa điểm tốt nhất để tìm cá mập voi. Những con cá khổng lồ này dài từ 4,5 đến 6 mét và là động vật ăn cỏ. Tuy nhiên chúng được coi là cá mập chứ không phải cá voi. lặng với những những chú cá khổng lồ này chắc chắn đứng đầu danh sách những trải nghiệm du lịch đáng nhớ nhất của bạn. Chiến kiến cuộc di cư vĩ đại. Mỗi năm, hơn một